Ca rồi các anh các chị á, bạn biết bà quên ông bà ấy, mời ông bà vào chụp hình đi, ông mời ông bà vào trong rồi các chị vào trong để mình tí nữa khỏi mất công chị đợi cưới nghe Hùng ơi, anh bắt đầu cưới alo. Chắc một tuần rồi ạ. Dạ rồi, mấy anh chị những cái xuất sắc mình, không cho chị dễ ạ? Manager mới. Dạ, cái này là biết bên phải. Ok, thấy đi, vào trong. Cậu ơi, cậu ơi, mời các cậu với các bác vào đây chụp một cái cho là chị Ngọc ơi, chị Ngọc ơi, cho em xin một kiểu. Chị Linh ơi, chị Linh, chỉnh. Cả nhà nhìn con mày. Đi ơi. Con nhà mày đi. Bạn tâm đẹp. Bạn chủ nhà. Khách là nhìn mấy á. Dạ dạ. Rồi, cười tươi lên này. Rồi. Đây cho em xin em kiểm tra. Cả nhà mình dịch ra bên này thì cho chỉnh giúp. Rồi mọi người nhìn này. Không, không, không.
Điều gì? Chụp riêng nhanh nhanh Ngọc ơi. Yeah.
em không nhận thông tin từ trên là có một thẻ á, thành ra anh thường có cái là mọi người biết em cũng biết tất cả thông tin đâu. em cứ làm như anh Long mình lên làm trước đi. Dạ cho đẹp đi trước cho đẹp. Ông bay sớm đúng không? Bay sớm, ôi, chậm quá, tôi phải bay 3 giờ, tôi sợ ông tới nói chi quá rồi. Anh ơi, em. Anh. Hai người vào cùng nhau này. Ừ. Người ta kêu bảo sẽ xin đăng ký để tham gia. Dạ. Đang chuyện nó có. Long ơi. Anh em tham gia với nhau là người giao lưu với nhau chứ không có thời gian đâu, còn cái máy này rất chết quá. Chắc là anh đi vào chụp chưa vậy? Đến đây. Bà xã. Ai xe? Con vào đây, con vào đây. Con chụp. Hai mẹ con em chụp rồi. Ông ơi. Dạ. Anh chụp ảnh nữa. Chụp gì? Đây đi thẳng vào đây. Đây đang đứng đây. Vào đi. Lộc ơi. Dạ. Anh Long rồi. Đây con. Cái nhà nhìn máy này trước à. Thân nhau ghê. Thân nhau không? Hôm qua hỏi ai là mấy có phải đang tập trung thành MC không? Mà chưa ai nhắc nhở đấy nhá, là bạn này đã biết rồi. Tôi biết bí mật thành MC không? Siêu MC Việt Nam sẽ làm Việt Nam MC. Siêu MC nhưng đi làm đám cưới. Ngày xưa nhá, tôi nói với sếp Tùng nhá là tôi hát cho sếp Tùng đám cưới, bây giờ sếp hôm nay sếp phải hát cho tôi đấy. Này biết chú rể đeo nơ rồi nên thành ra là tha mình không đeo nơ nữa, chứ mình mà đeo nơ mình đẹp trai hơn thì của bố. Ơi. Anh ngoài cái mà. Hello. 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 Hello
Đó là bác Phương Ý là gì ạ? Phương Ý với anh trưởng tốn luôn. Sớm mọi người cứ ra chơi thoải mái chụp hình mời ha. mời ý vào bàn xếp luôn đó. Dạ là các, nhưng mà mọi người cứ ra ngoài mình chụp hình cái gì đó mình thoải mái hơn. Chị gấu nước cam thấy gì không? Nói được hả? Yeah. Đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn. Đẹp trai hơn là đội Guka. Đội Guka. Đẹp trai không? Có. Có cái giỏ không? Bọn người. Ok, em đến trên này đi. Em bồng. Em cái đến đầu em. Lặng quét thì phải ra cho vui vậy. Yo. Quang quang. Yo. Yeah. Em chưa vui chưa. Rồi, có gì lớn. Ngon mà cho em vui vậy. Đẹp trai quá. Đẹp trai quá. Đẹp trai. Đây, dựa vô. Ngọc ơi, Ngọc bế con đi Ngọc. Chị. Hôm nay người em mới đau nè, nó không chịu. Đau quá anh. Đau. Nó đeo con ca lắm anh. Thôi mẹ đi, mẹ đi. Mẹ đi nha, mẹ đi nha. Mẹ đi, nó chụp cơm. Chụp cho mẹ học miếng đi. Mẹ, mẹ đi ra nha. Mẹ đi ra nha. Chịu sống thiếu mẹ này đau quá không? Đau không? Thôi mẹ đi, thôi mẹ đi con. Thôi mẹ đi. Thôi mẹ đi. Thôi mẹ đi. Thôi mẹ ngồi, mẹ mệt. Đâu quá chịu. Để mẹ tay, tay mẹ đi rồi. Rồi ca. Lướt. Yeah.
Thank you.